Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về chủ đề về đấu thầu online. Trong video này thì có 4 phần. Phần thứ nhất là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà tải về tư liệu mời thầu từ website của Bộ Kế hoạch Đầu tư, tức là trên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư ở mẫu số 18, để mà chúng ta có cái khối lượng mời thầu do chủ đầu tư họ mời thầu ở trên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Thì chúng ta làm sử dụng phần mềm dự toán G8 để mà tải về cái tiên lượng mời thầu đó, gồm có là số tự các đầu việc này, tên các đầu việc, đơn vị tính và khối lượng mời thầu của chủ đầu tư một cách nhanh nhất trong vòng vài ba giây. Chủ đề thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta sẽ sử dụng phần mềm dự toán G8 để mà tải đơn giá dự thầu của phần mềm G8 lên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Tức là ở đây chúng ta đã triển khai xong bài thầu rồi. Chúng ta làm ra được cái giá trị cuối cùng của bài thầu, và bây giờ chúng ta muốn up cái đơn giá dự thầu ở bên sheet dự thầu của G8 lên cái mẫu số 18 trên website của Bộ Đầu tư như thế nào, thì tôi sẽ hướng dẫn ở phần 2 này. Phần thứ ba tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà để mà tải đơn giá dự thầu mà nhà thầu đã hoàn thiện trong một tệp Excel bất kỳ. Tệp Excel này có thể là chúng ta làm bằng tay, có thể là chúng ta xuất ra từ phần mềm dự toán G8, hoặc là chúng ta có thể lấy từ một nguồn khác đấy, mà chúng ta đã hoàn thiện rồi. Sau đó thì bây giờ chúng ta muốn đưa cái đơn giá của trong file Excel đó lên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư như thế nào, cách nhanh nhất cũng trong vài ba giây thôi. Và mục cuối cùng, mục thứ tư, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái cơ hội rất là to lớn và cái tiềm năng của đấu thầu online trong cái thời điểm hiện tại bây giờ. Tôi đi vào phần đầu tiên là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách tải về tư liệu mời thầu từ website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Bây giờ tôi quay sang trở bên phần mềm dự toán G8. Tôi giả thiết rằng là bây giờ tôi muốn làm một bài thầu từ chủ đầu tư họ đã mời, và tôi đã biết được cái số thông báo mời thầu. Và bây giờ tôi bật phần mềm G8 lên. Các bạn thấy ở trên màn hình là chúng ta đang có phần mềm dự toán G8 đây. Đấy. Và trên màn hình là chúng ta ở cái sheet công trình là chúng ta chưa có một công tác nào cả. Đấy, tất cả đều là trắng trơn hết. Tôi kéo xuống thì chúng ta thấy là trắng trơn, tất cả đều trắng, chưa có gì cả. Thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách download cái tiên lượng mời thầu. Đầu tiên thì chúng ta bấm vào menu đấu thầu, tiếp theo đấu thầu online, tiếp theo chúng ta chọn menu cuối cùng là tải về tiên lượng mời thầu từ website của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Thì phần mềm dự toán G8 đã bật cho chúng ta cái cửa sổ đấu thầu online của Bộ Kế hoạch Đầu tư, hệ thống đấu thầu điện tử, trên cái trang web là mua sắm công.mpi.gov.vn. Cái cửa sổ này, cửa sổ trình duyệt web mà này là do phần mềm G8 tự bật lên cho chúng ta, mà chúng ta cũng không cần phải mất công bật. Lưu ý rằng là để mà tải về hoặc là up lên cái đơn giá thầu hoặc là tải về cái tiên lượng mời thầu thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái trình duyệt web là Internet Explorer. Đấy, như chúng ta nhìn thấy ạ. Thì hiện nay chúng ta sử dụng cái trình duyệt là Internet Explorer 10 của hãng Microsoft. Đấy. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ bấm vào cái nút là bên mời thầu. Chúng ta chờ 1-2 giây để nó lên cái cửa sổ có hình biểu tượng cái khóa. Sau đó chúng ta bấm vào cái menu nhà thầu. Đấy. Tại sao như thế? Bởi vì cũng có trường hợp là bấm vào nhà thầu nó không lên, chúng ta phải bấm vào bên mời thầu thì nó mới lên cái khóa này. Sau đó chúng ta bấm vào nhà thầu. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu chứng nhận số mà đơn vị của chúng ta đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp cái chứng nhận số, và chúng ta đặt cái mật khẩu là gì. Bây giờ chúng ta nhập vào. Rồi bây giờ chúng ta nhập xong thì chúng ta bấm nút đăng nhập. Sau đó chúng ta chọn vào cái ổ cứng. Tôi chọn ổ D vì là tôi để cái chứng nhận số mà Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp, tôi để ở thư mục ổ D và thư mục Việt Nam trong thư mục gốc của D. Sau đó tôi bấm nút xác nhận mật khẩu. Tiếp theo tôi chọn công ty của tôi, sau đó tôi chọn là xác nhận mật khẩu. Chúng ta chờ một vài giây. Rồi tiếp theo chúng ta bấm vào menu trang chủ ở trên cùng màn hình. Tiếp theo chúng ta bấm vào menu xây lắp ở phía trên bên tay trái. Khi đó thì website hiện lên cho chúng ta một cái cửa sổ, và trong đây có một mục là tìm theo số thông báo mời thầu. Thì cái số thông báo mời thầu này thì lát nữa ở mục thứ tư, tức là mục tôi sẽ nói về cái tiềm năng, cái cơ hội lớn đối với cả đấu thầu online, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm các cái bài thầu ở trên website của Bộ Kế hoạch Đầu tư về đấu thầu online. Đấy, chúng ta sẽ hướng dẫn cái cách tìm các bài thầu, tìm các gói thầu và tìm các cái số thông báo mời thầu này.
Và giả thiết rằng là tôi đã đơn vị của tôi đã tham gia cái gói thầu với cái số là 2021 18557 này, tôi copy. Sau đó tôi quay sang đây, tôi paste. Sau đó tôi bấm nút tìm kiếm. Thì tôi đã hiện tôi thấy được rằng là cái gói thầu mà có phần cuối là 8557 này hiện ra. Tên của nó là bên mời thầu là ban quản lý dự án công trình huyện Hóc Môn. Đấy. Và ngày thời điểm đăng là 23 tháng 7 năm 2021 và cái thời gian đóng thầu là 2 giờ chiều ngày 3 tháng 8 năm 2021. Bây giờ tôi sẽ bấm vào nút tham dự. Khi đó thì website sẽ hiện lên một cửa sổ khác là cái cửa sổ gọi là hiển thị về thông báo và về thông tin gói thầu, trong đó có số gói thầu là đuôi mà cái phần cuối là 8557 do ban quản lý huyện Hóc Môn họ họ mời thầu. Thế thì bây giờ tôi sẽ cuộn phía dưới có cái nút là màu xanh là nhập các biểu mẫu dự thầu. Tôi sẽ bấm vào cái nút nhập các biểu mẫu dự thầu này. Thì website hiển thị ra một cái cửa sổ mới. Thì bây giờ tôi sẽ bấm ở cái thanh cuộn ở bên tay phải. Thì tôi tìm thấy cái mẫu số 18, mẫu số 18 cuối cùng. Tôi bấm vào đó. Rồi. Bây giờ chúng ta đã thấy hiện ra được là cái khối lượng mời thầu hay còn gọi là cái tiên lượng mời thầu gồm có số tự các đầu việc đấy, mô tả tên các đầu việc đơn vị tính ở cột số 5 và cột khối lượng mời thầu ở cột số 4. Nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ tôi quay trở lại nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải lấy được cái tiên lượng mời thầu này về đấy. Thì chúng ta thấy là cái bài thầu này có 4 trang tất cả đấy. Từ phần A là phần mặt đường là mới đến phần cuối cùng ở trang thứ tư, phần cuối cùng là phần Z là ống bảo vệ cáp điện các loại, công tác cuối cùng là tiền điện vận hành gì đây đó. Thế bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sẽ phải lấy cái hồ sơ mời thầu này, cái tiên lượng mời thầu này về. Thì vừa lúc nãy khi mà chúng ta bấm vào tải về tiên lượng mời thầu ở trong phần mềm G8 thì nó hiển thị ra cửa sổ này và nó hướng dẫn là gì ạ? Hướng dẫn là một là xin hãy mở mẫu số 18 bảng tổng hợp giá dự thầu. Thì tôi vừa hướng dẫn các bạn mở mẫu số 18 này rồi. Đấy. Bước thứ hai là chúng ta click vào nút tải về dữ liệu và tải dữ liệu về phía dưới đây chúng ta thấy ạ. Bây giờ chúng ta bấm vào đây. Thì phần mềm G8 có hỏi chúng ta là bạn có chắc chắn tải về tư liệu mời thầu từ website không? Chúng ta chọn yes và chúng ta chờ một vài giây. Rồi phần mềm đang tải rồi. Phần mềm đã báo xong là đã tải về xong tiên lượng mời thầu từ website. Thời gian tải về là mất 7,3 giây. Ở đây hiển thị 7,3 và phía dưới cái thanh tiến trình thì cũng hiển thị 7,3 giây. Đó. Thế thì hiện nay thì mấy ngày hôm nay thì trên không hiểu khu tôi thì cái mạng internet nó khá là chậm. Cho nên là nó mất đến 7,3 giây cho cái công trình gồm có độ khoảng gần 200 công tác trên 4 trang website này. Cho nên nếu thực tế trên máy tính của bạn thì có thể là chỉ mất độ khoảng 3 đến 4 giây thôi, 4 đến 5 giây là cùng thôi. Tuy nhiên 5 giây, 4 giây hay 7 giây thì không quan trọng lắm đúng không ạ? Bây giờ chúng ta bấm OK. Thì phần mềm G8 sẽ hiển thị đã quay trở lại cái giao diện chính ở đây và phần mềm G8 đã lấy cho chúng ta được tất cả các đầu việc. Đấy, bây giờ tôi sẽ phóng to màn hình để chúng ta cùng nhìn cho rõ. Đấy. Thì có số tự 1, 2, 3, công tác là tạm tính 1, 2, 3, 4, 5, 6 vân vân và đây cái quan trọng nhất là cái danh mục các đầu việc kèm theo đơn vị tính và khối lượng nó lấy chúng ta và chúng ta có tất cả đây là bao nhiêu 196 công tác, 196 công tác. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là 196 công tác này là có khớp cái khối lượng cũng như là các cái đầu việc so với cả bên website không. Tôi sẽ phải thu nhỏ hai cửa sổ lại để chúng ta cùng nhìn. Tôi sẽ cho bớt các cửa sổ kia lại để chúng ta đỡ bị rối mắt. Thu bé thằng cái này lại. Rồi thì bây giờ chúng ta để hai cửa sổ ở hai bên. Tôi sẽ kéo rộng xuống dưới. Tôi sẽ đẩy cái này tôi sang đây, tôi sang đây. Tôi ẩn bớt cột này đi, kiện ẩn cột rồi. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem thế nào ạ. Rồi các bạn sẽ kiểm tra, tôi sẽ tạm dừng lại một vài giây hoặc là các bạn sẽ bấm cái nút tạm dừng video lại để chúng ta kiểm tra các công tác ở đây so với cả các công tác ở bên này xem nó có khớp nhau không. À đây đang là trang trong trong bốn không phải, tôi phải trở về trang một.
Rồi, trong một đây phần A đây. Các bạn kiểm tra giúp tôi là cái phần đầu việc ở đây. Đấy, với cả cái bên này có khớp nhau không? Đấy, các bạn có thể là bấm tạm dừng để chúng ta kiểm tra. Như vậy là chúng ta thấy là các công tác ở phía trên khớp từ tên công việc, đơn vị tính và khối lượng ở đây đúng chưa? Bây giờ tiếp theo tôi sẽ kéo xuống dưới cùng ở trang thứ tư. Trang thứ tư ở đây. Và tôi sẽ cuộn màn hình xuống dưới cùng ở mấy dòng cuối đây. Đó. Bây giờ các bạn sẽ kiểm tra giúp tôi từ dòng cuối cùng đến dòng số 198 này so với ở đây xem có khớp nhau không. Các bạn sẽ bấm cái nút tạm dừng lại để chúng ta kiểm tra. Các bạn kiểm tra đấy ạ. Vâng, các công tác cuối bao gồm có tên đầu việc, đơn vị tính và khối lượng, xem nó có khớp với bên này không. Rõ ràng là khớp đúng chưa ạ? Rồi, như vậy là tôi đã vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà tải về tư liệu mời thầu từ website của Bộ Phận Đầu Tư đấy, lên cái sheet công trình của phần mềm dự toán cửa 8 chúng ta đã đưa vào đây rồi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của đơn vị nhà thầu xây lắp là chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái mã này TT1T2345 này thành cái mã thật của công trình, của công tác ở đây. Ví dụ như công tác này chúng ta có là đào đào vét hữu cơ phần mương hiện trạng, thì bây giờ chúng ta sẽ để ở cái cột mã hiệu công tác này, chúng ta gõ từ đào đào. Bây giờ chúng ta đào mương đúng không ạ, thì đào mương. Và lưu ý ở đây là chúng ta gõ chữ đào mương này chúng ta có dấu tiếng Việt cũng được mà không dấu cũng được. Tôi khuyến nghị là nên không dấu để chúng ta bớt cái thời gian phải gõ nhiều đi. Chúng ta gõ xong chữ đào mương chúng ta bấm enter thì phần mềm sẽ hiện ra một loạt các công tác đào mương. Tôi phóng to là các bạn nhìn. Đấy, giả sử chính là cái đất cấp 1 ở cái này, tôi bấm nút chọn thì phần mềm đã hiện ra được cái mã là AB11501. Tôi hiển thị định mức thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái, để cái đào cái này chúng ta phải mất là 0,73 công bậc 3/7.1. Tương tự như vậy, công tác thứ hai là đắp cát đúng chưa, thì chúng ta sẽ gọi chữ đắp, sau đó chúng ta cát enter thì độ chặt đây là K lớn hơn 0,79. Tôi giả sử như cái mà chúng ta đang chọn là K 0,98 đi, lớn hơn 0,95, tôi bấm chọn giả sử thế thì chúng ta được cái mã là AB66113. Tương tự như vậy các bạn sẽ làm những cái mã còn lại. Đấy. Như vậy là tôi nói thêm một chút là phần mềm G8 có thể hỗ trợ các bạn tìm cái công tác ở cột mã hiệu công tác này. Chúng ta gõ mã ở cột này cũng được, và chúng ta gõ tên ở cái cột E cột mã hiệu công tác này chúng ta cũng có thể tìm được như bình thường. Đấy. Tất nhiên là chúng ta có thể tìm theo tên ở cột S là cột danh mục công tác cũng được. Nhưng trong phần này ở cái cột S này đã có tên công tác rồi, cho nên là chúng ta nên tìm theo tên công tác hoặc tìm theo mã công tác, chính cái cột E là cột mã hiệu công tác này thì tiện hơn, bởi vì như thế thì chúng ta đỡ phải chỉnh lại cái tên công tác đã có sẵn ở đây rồi. Bây giờ tôi chuyển sang phần thứ hai là phần thứ hai là phần tải đơn giá dự thầu của phần mềm dự toán G8 lên website của Bộ Kế hoạch Đầu Tư. Rồi thế thì bây giờ giả thiết rằng là đơn vị nhà thầu xây lắp họ đã làm xong một bài thầu, và họ đã làm xong rồi, và bây giờ họ bấm sang bên sheet dự thầu để họ đưa cái, họ lên sheet thầu này để họ đưa cái khối lượng cái đơn giá mời thầu, đơn giá dự thầu này lên website của Bộ Đầu Tư. Bây giờ chúng ta sẽ bấm sang sheet dự thầu thì khi đó phần mềm dự toán G8 đã tính toán cho chúng ta đầy đủ là cái đơn giá ở bên phần chiết tính, đơn giá phần chiết tính này. Sau đó thì cái đơn giá chiết tính này sẽ được đưa sang bên cột đơn giá trên dự thầu này. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là up cái đơn giá dự thầu này lên website của Kế hoạch Về Đầu Tư. Bây giờ cái bài thầu này chính là cái bài thầu mà tôi đang mở trên website của Bộ Hành Đầu Tư đây. Tôi sẽ chuyển màn hình sang đây và chúng ta kiểm tra. Đây đang là trang 4 thì tất cả cái đơn giá ở đây cũng như thành tiền ở đây là bằng không hết, trắng bằng không. Cái quan trọng nhất là cái tổng giá trị dự thầu ở đây chúng ta đang thấy là bằng không, tất cả bằng không đây. Đấy, chúng ta chuyển sang trang 1 chúng ta kiểm tra thì cũng tương tự như vậy thôi, là tất cả các đầu việc ở đây đơn giá bằng là để trống và thành tiền là bằng không hết. Đấy, và tất nhiên cái tổng cuối cùng thì tổng cả công trình thì đương nhiên bằng không rồi. Đấy. Thế bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải up cái đơn giá bên phần mềm dự toán G8 lên website. Đấy, thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta vào menu đấu thầu này, chúng ta vào menu tiết đấu thầu online này, chúng ta vào tiết là tải đơn giá dự thầu G8 lên website Bộ Kế hoạch Đầu Tư.
Được đây. Thì khi đó thì cái cửa sổ chính của G8 nó ẩn đi và nó hiện ra một cái cửa sổ mới là dự toán G8 đấu thầu online, tải đơn giá thầu lên website của Hội đầu tư. Thì nó hướng dẫn là như này. Hướng dẫn 1 là xin hãy mở mẫu số 18 bảng tổng hợp dự thầu. Thì ở đây chúng ta đã có mẫu số 18 đây rồi, bảng tổng hợp dự thầu đây rồi, chúng ta có đầy đủ đây rồi. Bây giờ bước thứ hai là click nút tải dữ liệu lên. Thì là chúng ta click ấy. Phần mềm có hỏi là bạn có chắc chắn tải dữ liệu đơn giá từ giá dự thầu lên website không? Chúng ta chọn yes và chúng ta chờ một vài giây. Đấy, tôi nhắc lại chỉ một vài giây thôi ạ. Đấy. Rồi, phần mềm đã báo chúng ta xong là đã tải xong đơn giá dự thầu lên website. Thời gian tải lên là mất 11,11 giây. À, ở đây cũng thể hiện 11,11 giây ở phía cái thanh tiến trình. Tuy nhiên tôi cũng nhắc lại là trên hiện tại là cái phần mạng internet của bên chúng tôi hiện nay là nó hơi chậm trong một vài ngày gần đây, trong cái thời gian up hơi lâu. Trên máy của bạn thì với lượng 4 trang, với lượng đầu việc độ khoảng gần 200 đầu việc này thì có lẽ chỉ mất độ khoảng 2 3 giây hoặc là 3 4 giây là cùng thôi. Tuy nhiên 4 giây, 5 giây hay 10 giây thì cũng không phải là quá quan trọng, chênh nhau vài giây thôi. Giờ chúng ta bấm OK. Và chúng ta thấy ạ. Tất cả đơn giá ở đây đã được điền vào rồi. Đấy, và thanh tiền đã được điền rồi. Cũng như là cái tổng thanh tiền cuối cùng ở đây 38 tỷ 378 triệu đây là điền tôi điền rồi. Đấy. Có trang 1, trang 2, trang 3 tôi kiểm bấm sang trang 4 để chúng ta xem. Đấy, cái website khá là chậm. Cho nên là cái thời gian mà chúng tôi up dữ liệu lên cái máy chủ khá là chậm. Đấy, cái này thì phụ thuộc vào tốc độ mạng. Thì ở trang 4 đây thì cũng đã được điền hết dữ liệu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra từ trang 1 trở đi, chúng ta kiểm tra xem là đơn giá đúng chưa. Đây. Bắt đầu từ trang 1. Bây giờ tôi sẽ bấm nút đóng để cái cửa sổ nhỏ nhỏ này nó ẩn nó mất đi và nó sẽ hiện ra cái phần mềm G8 lên, đường chính lên. Tôi cho cửa sổ nó bé lại. Tôi cho cái website này nó sang bên này, cửa sổ sang bên này, và chúng ta sẽ kiểm tra cái đơn giá ở đây. Chúng ta sẽ kiểm tra đây. Đó. Rồi, tôi sẽ sang đây. Đây. Chúng ta sẽ kiểm tra. Chúng ta sẽ kiểm tra 5 công tắc đầu, 2 3 4 5 này. Với cả 5 công tắc này, bây giờ các bạn sẽ bấm cái nút tạm dừng ở trên cái trình xem video và chúng ta sẽ kiểm tra. Chúng ta sẽ kiểm tra 5 con số này ạ, với cả 5 con số ở cột 6 là cột đơn giá dự thầu này xem có khớp không ạ. Vâng, và các bạn đã kiểm tra tất nhiên là khớp rồi. 5 con số này, 5 con số này là khớp rồi. Tiếp theo tôi kiểm tra ở trang cuối cùng. Trang 4. Bên này tôi cũng chuyển sang cuối cùng xem thế nào. Đây. Chúng ta kiểm tra các con số ở đây ạ. 1 2 3 4 5 đây các con số này. So với cả các con số ở cái cột mà tôi đang cuộn ở đây xem có khớp nhau không. Tôi không thể bấm sang đây được vì bấm sang thì cái cửa sổ này nó lại che mất cái màn hình bên G8. Bây giờ các bạn sẽ bấm nút tạm dừng của cái phần mềm xem video. Các bạn sẽ kiểm tra giúp tôi ạ, xem có khớp không ạ. Vâng, và tất nhiên là khớp rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái cuối cùng là cái quan trọng nhất, là cái con số tổng cộng ở đây xem có khớp không. Đây. Hiện nay ở bên G8 đang thể hiện cái tổng giá trị gói thầu là 38 tỷ 378 triệu, thì bên này cũng thế ạ, 38 tỷ 378 triệu. Tiếp theo là bên G8 là 967.252 đồng. Thì bên này là 967.250,8, tức là 251 đồng. Thì như vậy là lệch nhau mất 1 đồng. Đấy, tức là hơn 38 tỷ lệch nhau mất 1 đồng. Lý do tại sao ạ? Lý do là các cái hàm làm tròn ở đây. Ở đây với cả cái việc làm tròn trên website có thể lệch nhau một chút xíu. Đây chúng ta thấy ạ, có những con số thập phân xuẩy 5,6 đấy ạ. Thế cho nên có thể là nó sẽ làm tròn nó lệch nhau, cho nên là nó sẽ bị lệch nhau mất 1 đồng gì đó, hay là không phải bao nhiêu đồng trên mấy chục tỷ, là vì thế. Có nghĩa là các con số này là bằng nhau. Đấy. Và quan trọng nhất là chúng ta đã vừa kiểm tra là cái cột đơn giá của Y này là với các đơn giá này là khớp nhau. Đó. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn xong cái việc cái nghiệp vụ của chúng ta up cái đơn giá dự thầu sau khi chúng ta làm bằng phần mềm dự toán G8 lên website của Bộ Đầu tư và đưa vào cột số 6 này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái phần thứ ba, là phần mà hướng dẫn các bạn để mà up cái đơn giá dự thầu của chúng ta làm tay, hay là làm một cái nguồn nào đó, hay là xuất từ G8 ra, hoặc làm tay hay lấy từ nguồn khác,
để mà chúng ta áp vào cái cột số 6 này, cột đơn giá dự thầu này, chúng ta áp vào cột này. Thế thì trước khi mà áp từ sale, tôi sẽ áp cho chính cái bài thầu này, thì tôi cần phải bấm F5 trên bàn phím để nó sẽ xóa toàn bộ cái đơn giá này đi. Tôi bấm F5 trên bàn phím, chúng ta chờ một vài giây. Đấy, thì mạng hơi chậm cho nên là nó cái thời gian F5 nó hơi lâu. Thì chúng ta thấy ạ, trang cuối cùng, trang hiện nay trang đầu, trang 1 thì nó để trống hết rồi. Chúng ta kiểm tra trang 4. Đấy, khá chậm. Rồi, trang 4 thì nó cũng để trống hết rồi. Và quan trọng nhất là gì ạ? Là cái tổng tiền ở đây ạ, tổng giá trị gói thầu ở đây ạ, nó bằng 0 rồi ạ. Bởi vì tất cả nó có số 0 cộng nhau thì nó sẽ bằng 0. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ tôi sẽ dẫn các bạn là cái nghiệp vụ là tải đơn giá dự thầu từ tệp Excel bất kỳ lên website của bộ kế hoạch đầu tư. Đây. Bây giờ tôi có một cái file Excel đây. Tôi sẽ mở cho các bạn xem trước. Nó có sheet công trình, giá tháng vân vân và sheet chiết tính, sheet dự thầu ở đây. Và nó tôi phóng to cho các bạn nhìn. Nó có cột đơn giá ở đây. Nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? Là chúng ta sẽ phải up cột đơn giá này lên website của bộ kế hoạch đầu tư. Tất nhiên là chúng ta sử dụng phần mềm dự toán N8 rồi. Và tôi đóng cái cửa sổ Excel lại. Nó có hỏi có lưu không, tôi không lưu kệ đó. Bây giờ đường dẫn của tôi là ổ e công trình up đơn giá thầu và cái file chỉ có file duy nhất đấy thôi ạ. Rồi bây giờ tôi quay trở lại phần mềm dự toán N8. Tôi sẽ đóng cái công trình hiện hành lại để nó không ảnh hưởng gì cả, nó không liên quan gì cả. Tôi đóng công trình này lại và tôi tạo ra một công trình mới. Công trình mới này cũng không có bất kỳ một cái gì cả, không có gì cả. Đó. Bởi vì chúng ta up từ file Excel ở bên ngoài, nó không liên quan đến phần đến các cái công trình ở bên dự toán này cả. Bây giờ chúng ta sẽ vào menu đấu thầu online. Chúng ta vào menu tiếp theo là tải đơn giá dự thầu từ tệp Excel lên website của bộ kế hoạch đầu tư. Và phần mềm dự toán N8 hỏi hiển thị ra là cái tệp Excel cần tải lên, cần up lên. Chúng ta chọn cái ổ e công trình, thư mục up đơn giá thầu và trong này có một file duy nhất thôi là file test. Đây, chúng ta chọn open. Đấy. Thế thì tôi ẩn các cái cửa sổ này để chúng ta đỡ bị rối mắt. Bây giờ thì phần mềm dự toán G8 hiển thị lên một cái cửa sổ mới. Đấy. Cửa sổ này thì đầu tiên G8 hướng dẫn là gì ạ? Là xin hãy mở mẫu số 18 bảng tổng hợp giá dự thầu trên website của bộ kế hoạch đầu tư. Thì ở đây chúng ta đã mở rồi. Chúng ta đã mở nó rồi. Đấy, chúng ta đã mở mẫu số 18 đây rồi, đúng chưa ạ? Rồi, bước thứ hai là gì ạ? Bước thứ hai là điền các thông số dữ liệu trong tệp Excel. Như là chúng ta click vào cái sheet cần lấy dữ liệu. Ví dụ ở đây có sheet công trình không phải đúng không ạ? Sheet giá tháng không phải. Và cuối cùng là chiết tính dự thầu, tất nhiên là cái sheet dự thầu rồi, đúng chưa ạ? Đấy. Ở trên file Excel của bạn thì có thể nó không phải là sheet dự thầu mà nó có thể là sheet đấu thầu hoặc có thể là sheet đấu thầu theo mẫu số 18 chẳng hạn, thì các bạn tự chọn. Tiếp theo nó yêu cầu chúng ta là gì ạ? Hướng dẫn chúng ta là gì ạ? Là điền vào cột số tự là cột nào, cột đơn giá là cột nào, rồi từ dòng nào đến dòng nào. Rồi chúng ta chọn ạ. Chúng ta thấy ạ, cột A ở đây là cột số tự, đúng chưa ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta điền cột số tự là A. Cột đơn giá đây là cột Y. Đây, cột Y đây, đơn giá, vậy chúng ta chọn đây là cột Y ạ. Rồi, tiếp theo chúng thấy ạ, từ dòng này là từ dòng số 5. Chúng ta điền dòng 5 ở đây, là ô từ dòng. Dòng cuối chúng ta cuội xuống, chúng ta kéo cái này xuống cho nhanh. Đấy, thì dòng cuối đây là dòng số 200. Dòng số 200, chúng ta điền là 200. Đấy, chúng ta lưu ý là ở đây là dòng cuối là 200, chứ không phải dòng cuối là 196. 196 là số thứ tự của công tác. Đấy, thì cái dòng là dòng trên file Excel. Đấy, thì chúng ta phải điền là dòng 200. Đó. Bước thứ ba là gì ạ? Là click vào nút tải dữ liệu lên. Thì đây chúng ta bấm click vào nút tải dữ liệu lên. Chúng ta bấm đây. Phần mềm dự toán hỏi là bạn có chắc chắn tải dữ liệu dự thầu lên website không? Chúng ta bấm yes. Thì trước khi tải tôi chuyển sang đây để chúng ta cùng nhìn cho dễ. Yes. Thì phần mềm đang hiển thị đang đưa lên từng trang một, đang từng dòng trên file Excel một. Và phần mềm G8 đã báo là gì ạ? Đã tải xong đơn giá dự thầu lên website. Thời gian tải lên là mất 9,31 giây. Tuy nhiên nếu ở trên máy tính của bạn mạng bình thường không bị chậm như máy của tôi thì có lẽ chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi, 4 giây là cùng thôi. Và bây giờ tôi bấm OK. Và tất nhiên nếu như mà chúng ta thấy rằng đây đúng là cái bài thầu của chúng ta rồi, với đây đúng là bài thầu rồi, với cái công trình, với cái công trình như này đúng rồi và cái dự thầu đúng rồi, thì chúng ta phải bấm nút đóng. Còn nếu trường hợp mà chúng ta thấy rằng không phải thì chúng ta có thể bấm vào nút mở tệp Excel khác và chúng ta mở file khác ra và quy trình lặp lại đúng như vừa rồi, thì chúng ta lại up lại lên cái website này. Tất nhiên trong trường hợp này tôi đã chọn đúng rồi và tôi bấm nút diện nút đóng ạ. Rồi thì bây giờ phần mềm dự toán nó hiện lên thì kệ nó, cũng không ảnh hưởng gì. Bây giờ tôi sẽ phải kiểm tra cái đơn giá này
Đấy, so với cả file Excel như thế nào. Rồi bây giờ tôi sẽ mở lại file Excel. Đây là Excel ạ. Tôi sẽ thu nhỏ vào rồi lại. Đấy, tôi thu nhỏ vào rồi lại. Tôi phóng to cái cột đơn giá ra. À, chúng ta sẽ kiểm tra. Đã kiểm tra các cái đơn giá ở đây. Tôi sẽ để hai cái dòng nó tương tự nhau. Đấy, đầu tiên là các bạn kiểm tra cái tên các đầu việc, thì tất nhiên là bài thầu này chúng ta làm nó các đầu việc này với đầu việc đây nó khớp rồi. Đấy, bây giờ chúng ta kiểm tra cái đơn giá. Tôi sẽ để ở đây song song để chúng ta cùng nhìn. Đó. Cái cửa sổ của trình duyệt web này thì tôi không kéo được. Đấy, tôi không thể kéo được. Tôi kéo xuống đây nó không kéo được, cho nên là có cách thứ hai là tôi sẽ mà cũng không được. Tôi đã thu nhỏ lại rồi, nó không cách nào nó cho to được. Thì thôi, các bạn sẽ kiểm tra cái cột đơn giá này. Mấy công tác đầu này nó có khớp với cái này không. Bây giờ các bạn sẽ bấm nút tạm dừng ở trên cái phần mềm xem video và chúng ta kiểm tra. Rồi, như vậy rõ ràng là các đơn giá đầu này khớp, cột đầu này khớp. Bây giờ chúng ta kiểm tra các công tác cuối. Tất nhiên các bạn có thể cẩn thận các bạn kiểm tra tất cả công tác, gần 200 công tác từ đầu đến cuối cũng được, không sao cả. Bây giờ chúng ta kiểm tra một số công tác ở cuối này. Tôi sẽ cuộn cái màn hình ở đây cho nó xuống dưới và chúng ta chuyển sang trang 4. Chuyển sang 4. Rồi, bây giờ các bạn sẽ kiểm tra giúp tôi ạ. Các bạn sẽ kiểm tra, tôi sẽ kéo đây cho nó gần gần ngang ngang nha. Rồi, bây giờ các bạn kiểm tra từ dưới lên trên, xem là từ dưới lên trên có khớp nhau không. Các bạn hãy bấm nút tạm dừng ở trên phần mềm xem video và chúng ta sẽ kiểm tra. Thì rõ ràng là các cái cột này nó khớp nhau. Bây giờ cái quan trọng nữa là chúng ta sẽ phải kiểm tra gì ạ? Chúng ta kiểm tra xem là cái tổng thành tiền là cuối cùng này có khớp không. Đây, trên file Excel của chúng ta tổng thành tiền đang là bao nhiêu ạ? 38 tỷ 378 triệu. Bên này cũng là gì ạ? 38 tỷ 378 triệu 967.252. Thế là 967.250,8, tức là 251. Vậy trên nhau cũng là chỉ có một đồng thôi. Đấy, thì do trên file Excel là chúng ta làm cũng là đang là round một chữ số 6 phẩy chẳng hạn. Thế nhưng ở đây trên website có thể là họ không có round gì cả. Họ để lưu chỗ này nó đang là phẩy 38 hay là phẩy 98 chẳng hạn, thì họ để nguyên. Cho nên là khi cộng lại thì nó sẽ lệch nhau mất độ khoảng một đồng hay là không phẩy mấy đồng gì đó trên mấy chục tỷ là chuyện bình thường. Tuy nhiên thì nó lệch nhau khoảng một đồng một lại không có vấn đề gì cả, bởi vì cái cuối cùng cái con số mà chúng ta ghi với nhau ở trong cái hợp đồng thầu thì kiểu gì chúng ta cũng phải làm tròn đến hàng nghìn, chứ không ai chắc cũng không ai mấy ai để hàng đơn vị như này cả. Chúng ta sẽ làm tròn đuôi là không không không. Ví dụ như chỗ này là 967.000 tròn, chứ chắc cũng không ai 967.252 đồng chẳng hạn, thì chắc cũng không quan trọng điều đó lắm. Rồi, thế như vậy là vừa rồi tôi đang dẫn các bạn cái cách mà up dữ liệu từ một cái file Excel bất kỳ. Đấy, up dữ liệu từ một file Excel bất kỳ mà có cái cột đơn giá này để chúng ta đưa vào cái cột đơn giá số 6 ở trong cái bảng mẫu số 18, bảng tổng hợp dự thầu. Và ở cả hai phần là phần up đơn giá dự thầu từ phần mềm G8 cũng như là up từ file Excel bất kỳ, thì chúng ta thấy rằng là để up một phần mềm vô cùng thuận tiện và chính xác, nó chỉ mất có 3-4-5 giây thôi, đến 9-10 giây là cùng thôi. Đấy, so với việc mà chúng ta nhập tay từng ô một, hoặc là chúng ta copy từ file Excel, ví dụ chúng ta copy ở đây xong chúng ta paste vào đây chẳng hạn, thì rất là mất thời gian và cái khả năng nhầm rất là cao. Chúng ta nhập được khoảng vài chục đầu việc, 100 đầu việc đổ lại thì còn chưa vấn đề gì. Nhưng công tác thứ 300, thứ 400 trở đi thì kiểu gì thế nào chúng ta bị nhầm. Tức là chúng ta sẽ copy vào đây ở dòng này, nhưng mà chúng ta chuyển sang đây ở dòng khác chẳng hạn, thì rất dễ bị nhầm như thế. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang phần thứ cuối cùng. Là một cái, tôi chỉ cho các bạn cái cơ hội rất là to lớn, cái tiềm năng gần như là vô hạn. Đấy, trong việc là tìm kiếm các gói thầu online để mà giúp cho doanh nghiệp của chúng ta, giúp cho đơn vị của chúng ta có thêm nhiều việc làm. Và tất nhiên là có nhiều việc làm, chúng ta đấu thầu nhiều, trúng thầu nhiều, có nhiều việc làm thì cái lợi nhuận của chúng ta, cái thu nhập của chúng ta sẽ tăng lên. Vừa rồi thì tôi hướng dẫn các bạn vào cái website của Bộ Kế hoạch Đầu tư, ở cái địa chỉ là mua sắm công, mua sắm công ạ, mua sắm công.mpi.gov.vn. Và tôi hướng dẫn các bạn ở trên cái trình duyệt web là Internet Browser. Đấy. Đấy. Thế thì khi chúng ta bấm vào cái trình duyệt này thì nó có thể là nó thì nó ra một cái giao diện khác hẳn. Nhưng mà chúng ta cũng vào cái địa chỉ là mua sắm công.mpi.gov.vn này mà bằng cái trình duyệt khác, ví dụ như là bằng Google Chrome hay bằng Cốc Cốc hay là bằng Firefox hay là bằng Microsoft Edge chẳng hạn, thì cái giao diện sẽ khác. Bây giờ tôi sẽ copy cái địa chỉ web này cho nó nhanh để tôi đỡ phải mất công gõ, tôi copy. Rồi bây giờ tôi sẽ sang cái trình duyệt là Google Chrome và tôi sẽ nhập vào đây cái địa chỉ là mua sắm công.mpi.gov.vn và tôi bấm Enter.
Chúng ta chờ vài giây ạ. Rồi. Thế thì cái website chúng ta thấy ạ, nó khác hẳn, giao diện nó khác hẳn. Ít nhất đây chúng ta nhìn thấy một tòa nhà của bộ đầu tư, ở bên kia không nhìn thấy gì cả, như vậy khác hẳn nhau rồi. Ít nhất là như thế. Thế thì ở đây chúng ta nhìn chỗ này có một cái nút là nút tìm kiếm hình hình cái lúc. Rồi, bấm xong chúng ta chờ 1 2 giây thì website nó hiện ra một cái giao diện khác, là nó có cái nút lĩnh vực ngay bên cạnh. Thì chúng ta có thể là tìm kiếm các cái gói thầu về cung cấp hàng hóa, gói thầu về thi công xây lắp, gói thầu về tư vấn, gói thầu hỗn hợp hay là gói thầu phi tư vấn. Đó. Thế thì bây giờ tôi sẽ ưu tiên, tôi sẽ chọn một vài lĩnh vực, thì tôi chọn lĩnh vực xây lắp hay hàng hóa, thì tôi chọn xây lắp trước. Sau đó tôi bấm cái nút tìm kiếm hình cái kính lúp này. Rồi, bây giờ chúng ta xem ạ. Thì chúng ta chờ 1-2 giây thì website đã hiển thị cho chúng ta rất nhiều gói thầu khác nhau. Ví dụ như đầu tiên là gói thầu số 7 là thi công xây dựng công trình là trường tiểu học số 2 Ninh Xuân. Đấy, là bên mày thầu là công ty thiết kế gì đấy, tỉnh Khánh Hòa. Gói thầu nữa là thi công xây lắp công trình là phòng nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình. Đấy. Gói thầu tiếp theo là gói thầu xây lắp số 01 là xây lắp công trình vệ sinh trường gì đấy, trường học tại huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, vân vân, rất là nhiều. Đấy. Thì ở đây thì các cái gói thầu này có thể là do chủ đầu tư người ta đưa lên, là chủ đầu tư ở đây có thể là của nhà nước, có thể là các doanh nghiệp tư nhân họ đưa lên. Đấy. Cũng có thể là các sở ban ngành họ đưa lên. Đó thì đó là đây là một cái sân chơi rất là rộng và rất là công bằng cho tất cả các thành phần, từ các cơ quan quản lý nhà nước cũng có thể là mời thầu, từ các đơn vị thi công xây lắp, các đơn vị của nhà nước cũng có thể đưa cái gói thầu lên đây, các đơn vị tư nhân cũng được. Và ngược lại, đối với nhà thầu thì các nhà thầu là có doanh nghiệp của nhà nước để tham gia đấu thầu ở trên cái sân chơi này cũng được, có doanh nghiệp tư nhân tham gia đấu thầu ở trên cái sân chơi này cũng được. Và hầu hết là chúng thấy là qua mạng hết. Đấy, qua mạng là chính, còn trực tiếp thì ít thôi. Đấy, chúng ta sẽ chọn những cái gói thầu trực tiếp hoặc qua mạng tùy theo cách của chúng ta. Và đây thì có lẽ là ban lãnh đạo công ty sẽ cùng với cả phòng đấu thầu sẽ ngồi lại với nhau để chúng ta sẽ đưa ra những cái tiêu chí lựa chọn những cái gói thầu làm sao nó phù hợp với công ty của chúng ta. Tôi lấy ví dụ như là cái địa bàn chẳng hạn, là chúng ta sẽ chọn những tỉnh nào thuận tiện chúng ta nhất có thể, hoặc là cái tìm những cái gói thầu mà thuộc lĩnh vực nào, thuộc diện công trình nào, đấy, hay là thuộc chủ đầu tư nào, đấy, hay là quy mô công trình như nào, thì ban lãnh đạo công ty cùng với cả phòng đấu thầu sẽ cùng nhau để đưa ra những tiêu chí. Và hàng ngày hàng tuần gì đó thì phòng đấu thầu sẽ phải lên trên này để kiểm tra xem là liệu hôm nay có cái gói thầu gì mới hay không, có gói thầu gì mới tốt không, có gói thầu gì mà nó phù hợp với doanh nghiệp mình không. Sau đó thì chúng ta sẽ, tôi giả sử cái gói thầu thi công cái công trình này phù hợp với bạn, bạn bấm vào đây đó. Thì bạn sẽ thấy được gì ạ, cái số thông báo mời thầu ở cái dòng thứ ba đây, số thông báo mời thầu đây thì là gì ở đây, chúng ta sẽ copy cái số thông báo mời thầu này. Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại cái website mà tôi hướng dẫn ở phần 1, phần 2, đấy, phần 3, đấy, về cái website mà chúng ta mở trên cái trình duyệt Internet Browser ấy. Chúng ta sẽ tìm theo cái số thông báo mời thầu này để chúng ta xem là chi tiết là chủ đầu tư mời chúng ta cái gói thầu này là như thế nào, gói những đầu việc nào, rồi giá cả, rồi làm cái quy mô của gói thầu như nào để chúng ta sẽ trả bài thầu, và liệu xem là chúng ta có nên làm bài thầu hay không. Đấy là một ví dụ tương tự. Bây giờ tôi sẽ sang một lĩnh vực khác, lĩnh vực hàng hóa chẳng hạn. Có nhiều lĩnh vực thôi, tôi lấy hai cái để ví dụ thôi, để chúng ta thấy được cái tiềm năng của nó rất là to lớn. Tôi chọn hàng hóa, tôi bấm nút hình kính lúp và nó đã hiển thị ra một loạt những gói thầu để cung cấp hàng hóa chẳng hạn. Ví dụ gói thầu số 11 là cung cấp dầu cách điện chẳng hạn. Đấy, là đơn vị mời thầu là công ty điện lực của miền Trung, thành phố Đà Nẵng. Như vậy là bây giờ chúng ta không phải là thầu về xây lắp nữa, mà chúng ta lại thầu cung cấp cái dầu để cách điện cho điện lực của thành phố Đà Nẵng. Đó. Thì như vậy đây là thuộc lĩnh vực điện lực. Một gói thầu khác là gì ạ? Gói thầu cung cấp vật tư y tế phòng chống Covid chẳng hạn. Đúng rồi, Covid-19. Đấy thì là của gì ạ? Của tỉnh Bình Thuận chẳng hạn. Đó. Đấy. Chứ một gói thầu khác lại là không phải là y tế, không phải là dầu cách điện, mà là gì là điều hòa chẳng hạn. Đây là mua sắm lắp đặt bổ sung điều hòa làm việc tại trụ sở ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng. Chúng ta bấm đây chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta cũng biết được là cái số thông báo mời thầu là số này, và chúng ta sẽ kiểm tra
sang bên kia chúng ta kiểm tra xem là cái chi tiết là họ yêu cầu những thứ gì. Đó. Thế như vậy là qua một số ví dụ đó và tương tự như vậy các bạn sẽ kiểm tra giúp tôi là trong lĩnh vực khác là tư vấn đó, hỗn hợp và phi tư vấn khác xem là có những cái gói thầu nào phù hợp với các bạn. Đấy. Và cái hay ở đây là gì ạ? Là đây là một sân chơi rất là mở, rất là công bằng, rất là thoải mái cho tất cả các thành phần tham gia, chứ không bó buộc là nhà nước, không bó buộc là tư nhân, bất kỳ ai cũng có thể tham gia được. Đấy. Như vậy tôi có thể gợi ý cho các bạn là, trước đây các bạn là muốn tìm muốn muốn có được một cái công trình để chúng ta thi công thì các lãnh đạo công ty rồi các trưởng phòng và các bạn có thể là phải đi quan hệ rất là nhiều, tốn rất nhiều thời gian, và tôi biết rằng là tốn rất nhiều bia rượu đấy, cũng như là đôi khi còn phải đi hát rồi tăng hai tăng ba, nó nhiều tăng lắm. Thế thì cũng khá là vất vả thì mới kiếm được cái bài thầu. Nói chung là phải quan hệ rồi phải nhậu nhẹt rồi phải rất nhiều quan hệ thì mới kiếm được bài thầu. Thì tuy nhiên cách đó thì vẫn là cách truyền thống của các bạn vẫn triển khai cũng không sao cả, mỗi người có một cách. Thế nhưng mà tôi gợi ý thêm cách thứ hai là chúng ta lên website mua sắm công này, chúng ta tìm kiếm ở đây ạ. Đấy, xem là chúng ta xem ở đây xem có những gói thầu nào phù hợp với chúng ta, thì có lẽ là chúng ta cũng giảm được rất nhiều cái thời gian phải đi tiếp xúc, nhất là bây giờ Covid như thế này thì hiện nay là cuối tháng 7 năm 2021 thì là các thành phố lớn như là Hà Nội, như là thành phố Hồ Chí Minh rồi là các thành phố khác, các tỉnh khác thì là Covid coi như là khủng khiếp rồi, đang phải phong tỏa giãn cách chỉ thị 16 này rất là khủng khiếp rồi. Thế thì chúng ta hạn chế được rất nhiều cái tiếp xúc và chúng ta giảm được rất nhiều thời gian phải, và đấy thì cũng như là cái nhiều cái vấn đề khác mà tôi cũng không tiện nói ở đây. Đấy thì chúng ta tìm kiếm được rất nhiều bài thầu ở đây, rất thoải mái chúng ta, và ngày nào cũng có, mỗi một tiếng mỗi một ngày thì lại có một cơ số các cái gói thầu mới chúng ta. Đấy. Thì chúng ta sẽ hàng ngày chúng ta sẽ kiểm tra trên này, chúng ta tìm kiếm được cái bài thầu, cái gói thầu mới của chúng ta. Tôi hy vọng là cái phần chia sẻ về cái tiềm năng, cái cơ hội lớn này ít nhiều cũng giúp được chúng ta một phần nào đó. Khi như vậy là tổng kết lại thì trong cái video của ngày hôm nay tôi hướng dẫn các bạn 4 phần. Phần thứ nhất là tôi hướng dẫn các bạn về cái tải tư liệu mời thầu, lên website tải về tư liệu mời thầu từ website của Bộ Đầu tư như thế nào nhanh nhất, sử dụng phần mềm dự toán G8 nhanh nhất trong vòng vài ba giây là xong. Phần thứ hai là tôi đang dẫn các bạn cái cách để mà tải đơn giá dự thầu khi mà chúng ta đã hoàn thiện, đã làm xong trong phần mềm dự toán G8 rồi, và chúng ta đưa lên website của Bộ Đầu tư như nào nhanh nhất cũng chỉ trong vài giây thôi, 3 giây 5 giây thôi ạ. Cái thứ ba là chúng ta tải đơn giá dự thầu mà chúng ta đã mất công chúng ta làm hoàn thiện trong file Excel rồi lên website mẫu số 18 của Bộ Đầu tư. Và một cuối cùng tôi đã hướng dẫn chỉ cho các bạn cơ hội rất là to lớn để mà chúng ta tìm kiếm những gói thầu online trên một cái sân chơi vô cùng rộng lớn để chúng ta làm thầu trên cả 63 tỉnh thành phố, chứ không bó buộc ở trong một vài cái địa lý vùng miền hẹp của chúng ta từ xưa đến nay. Cái video này thì tôi xin được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo